Ở đây đẹp lắm các cụ ạ. À, đây toàn bằng tre nứa này. Rất đẹp. Bên ngoài là không gian núi rừng này. Đi chơi thì quá đẹp luôn. Các con đi chơi và bố mẹ thì cứ ngồi uống rượu. Ở dưới đây là cái đầm sen này. Wow, ở đây còn là cả cái bể bơi. Cái bể bơi đây là cái bể bơi ngoài trời rất là đẹp này. Bơi ngoài trời, cảnh thôi rồi, cảnh đẹp, mát. Ở đây là bể bơi ngoài trời, còn trong kia là tắm khoáng nóng ở bên trong. Đây là nhà, đây là cái nhà hàng bên trong, làm rất là đẹp, thiết kế đẹp lắm. Đẹp. Tóm lại đây là Serena Resort Kim Bôi Hòa Bình, cũng nên có một lần lên đây để tham quan.